Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Quan trọng. Và sáng nay, chúng ta cùng nhau đến với Côn Tô Nhi đoạn 4, câu 1 cho đến câu số 7. Xin đọc kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên. Côn Tô Nhi đoạn 4, câu 1 đến câu số 7. Đây là 7 câu Kinh Thánh rất đặc biệt, rất quan trọng, rất cần thiết cho mỗi một chúng ta trong những ngày sau rốt này. Và Quyền Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật, dẫn mỗi một chúng ta vào trong lẽ thật qua thư tín Côrintô thứ nhì đoạn 4 câu 1 đến câu số 7, để chúng ta thấy được tấm lòng của đầy tớ rất là được ơn, đã từ bỏ, đã được kêu gọi. Đó là sứ đồ Phaolô, ông đã gửi lá thư này cho hội thánh Côrintô, và lá thư của ông được tuyển chọn trở thành kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Rất quan trọng, quan trọng. Tôi xin đọc và xin mời hội thánh chúng ta đồng lắng nghe. Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín, chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi bày tỏ lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, họ cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Vả chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa. Và vì tình yêu mến Đức Chúa Giêsu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn chương ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Xin các cùng nhau đọc chung hai câu Kinh Thánh, và đây cũng là hai câu gốc mà hộ thánh của Chúa tại đây chúng ta cần phải học thuộc để thứ năm đến chúng ta trả bài. Tôi bắt đầu đọc câu 3 và câu 4. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lòa của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Dường như tôi mời các ao thánh và tôi nghe mình tôi đọc. Bây giờ tôi sẽ theo dõi, và nếu ai đó không đọc là tôi sẽ xin mời lên đứng đây để đọc cho cả hội thánh và cả hội thánh, nhiều hội thánh đang theo dõi buổi nhóm của chúng ta nữa. 1, 2, 3. Amen. Hallelujah. 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 Chúng ta ngợi khen lời của Chúa hôm nay. Xin mời hội thánh chúng ta đồng an toàn. Và với 7 câu Kinh Thánh này, Chúa Thánh Linh là thầy giáo của cả thế giới Cơ Đốc, và cũng là một giáo sư rất vĩ đại với chức vụ của tôi, giúp đỡ tôi có một cái chủ đề, đó là tại sao vinh hiển của phúc âm còn bị che khuất. Tôi xin đọc lại hay lặp lại cái chủ đề này. Tại sao vinh hiển của phúc âm hay là vinh hiển của tin lành còn bị che khuất? Hội thánh của Chúa là thân thể của Đấng Christ, là nàng dâu của Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa nói với chúng ta trong Roma đoạn 1 câu 16 rằng, cũng là một con người đã từng bắt bớ tin lành, một con người đã từng bắt bớ những người hầu việc Chúa bỏ vào tù, đó là Saul. Và sau khi ông được quyền năng của Thánh Linh biến đổi, ông được quyền năng của danh Chúa Giêsu, ông được huyết của Chúa Giêsu Christ rửa sạch tội lỗi của ông, thì ông trở nên một con người không còn phao phản, không còn lường gạt, không còn dối gạt, không còn giả mạo, là một người Israel, người Pharisee, người có dòng dõi Benjamin, mà bắt bớ Yahweh là Đức Chúa Trời
Và ông đã viết nhiều thư tín. 27 sách của Tân Ước thì 2/3 sách của Tân Ước là Chúa đã dùng Phao-lô, là một con người trước đó tên là Sao-lơ, đã viết và được chọn, được gọi là Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Anh em, tôi muốn nhấn mạnh điều này để chúng ta thấy rằng Chúa đã thay đổi Sao-lơ thế nào thì Chúa cũng thay đổi tôi và anh em như vậy. Chúa đã dùng sứ đồ Phao-lô thế nào thì Chúa ngày hôm nay đã không hề thay đổi. Ngài cũng dùng tôi và quý ông bà anh chị em để làm những công việc lớn lao cho nước của Đức Chúa Trời. Chúa đã dùng sứ đồ Phao-lô từ một con người có máu lành da phước, không nói được nói chuyện riêng. Chúa dùng một con người máu lạnh, Chúa dùng một con người không ra gì, đã viết những lời lẽ mà như tôi nói, đến mức đó là được chọn, được Đức Chúa Trời phán rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Và ông không những viết sách, ông còn giảng những sứ điệp. Và sứ điệp đó là thay đổi nhiều cuộc đời. Và Đức Chúa Trời dùng Sao-lơ như vậy thì Đức Chúa Trời cũng dùng tôi và quý anh bạn trên như vậy. Amen. Và sứ đồ Phao-lô nói Roma đoạn 1 câu 16: thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Anh em, ngày nay có rất nhiều người có thể nói mình theo đạo tin lành nhưng mà đang rất là hổ thẹn. Hổ thẹn là gì? Là xấu hổ, là mắc cỡ. Khi ta gặp gia đình của mình, bao nhiêu người chúng ta sẵn sàng nói về tin lành, về Chúa Giê-xu mà chúng ta không bị hổ thẹn. Sứ điệp mà tôi giảng những ngày qua về lẽ thật và sự thánh, tôi thấy có rất nhiều đã share trong những cái trang mạng khác nhau về thế giới Cơ Đốc. Và có nhiều người đã đi với Chúa rồi nhưng vẫn còn phục vụ đồ cúng, ăn đồ cúng người chết. Có những người vẫn xá lại trước bàn thờ. Mà Kinh Thánh nói rằng là không phải cúng thờ người chết đâu, nhưng mà cúng thờ các quỷ, phải không? Và lời của Chúa nói rằng thật vậy tôi không hổ thẹn, tôi không mắc cỡ, tôi không xấu hổ về tin lành này mẹ. Vì tin lành không phải là tôn giáo, tin lành không phải là tín ngưỡng, tin lành không phải là một giáo phái, amen. Nhưng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin lành là quyền phép, tin lành là quyền năng, tin lành là sự vinh hiển, là sự cao trọng qua Chúa Giê-xu để thay đổi những tội nhân đang chết. Tôi là một trong những nhân chứng để cho cả thế giới biết rằng tin lành quyền năng của Ngài đã biến đổi cuộc đời của tôi. Và anh em cũng như vậy, phải không? Tin lành quyền năng của Chúa không thiên vị, không chỉ cứu một mình tôi, mà cứu cho bất cứ người nào tin. Cho tôi nghe chị, amen. Kinh Thánh không có nói rằng là cứu cho những người đi nhà thờ, no. Có nhiều người đi nhà thờ, nhưng lòng họ không tin. Amen. Can you say amen? Can you say amen? Amen? Có những người đi nhà thơ nhưng họ không tin. Tin có nghĩa là gì? Tin có nghĩa là sống, và không sống theo những điều mình tin. Ta nghe chưa, amen? Anh em, chúng ta chỉ ngày qua đang sống ở đây. Chúng ta hãy tra xét một cách nghiêm túc rằng chúng ta có thực sự đã, đang và còn tiếp tục những điều gì Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu không? Có những người ban đầu tin nhưng hiện tại họ không còn tin nữa. Họ sống ngược lại với những điều Kinh Thánh dạy. Và có những người thì ban đầu không tin nhưng hiện tại thì bây giờ họ đã tin, amen, và họ đi đúng hướng những điều gì Kinh Thánh dạy. Những ngày qua tôi có theo dõi một bài giảng
của một người nữ mục sư, một nữ tiên tri Chúa đang dấy lên tại nước Mỹ. Và bà nói về thực trạng của Hội Thánh Chúa Giêsu tại Mỹ. Và tôi cũng là một người được có cơ hội đi đến đó nhiều lần, nhiều năm. Và những điều gì bà nói tôi đều amen, bởi vì nó đúng như vậy. Hội Thánh Mỹ đa phần là người ta đi nhóm, nhưng mà rất ít người biết Chúa. Và họ sống theo chủ nghĩa vật chất. Có những tôi tới của Chúa tại Mỹ giảng không bao giờ đề cập đến sự cứu rỗi anh em. Không bao giờ đề cập đến sứ điệp ăn năn. Ông chỉ giảng về sự thịnh vượng. Rồi ông cười, ông kể những câu chuyện vui để cho cả hội thánh cười. Bởi vì ai đến nước Mỹ rồi chúng ta biết rằng cuộc sống nó rất căng thẳng và người ta cần cái sự relax ở trong cái buổi nhóm. Người ta cần tiếng cười, người ta cần cái sự thoải mái ở đó. Có những tôi tớ của Chúa không bao giờ nhắc về huyết của Chúa Giêsu. Có những tôi tớ của Chúa không nhấn mạnh về sự ăn năn. Có những sứ điệp không nhấn mạnh về sự từ bỏ tội lỗi. Và tôi đã chứng kiến điều này. Có một mục sư ở tại tiểu bang tôi xin được giấu tên. Ông ta nói với tôi rằng là ông gọi điện thoại tôi khi cách đây mấy năm về trước. Và ông nói với mục sư có rảnh không, tôi mời mục sư đi ăn trưa và chúng ta thông công với nhau. Và tôi nói dạ, thưa mục sư, mấy giờ mục sư đến, tôi sắp xếp thời gian. Và ông cho tôi biết cái múi giờ thì tôi sắp xếp lên và tôi ok, đồng ý đi ăn trưa với vị mục sư đó. Và khiến tôi đi đến ăn lẩu Thái, tôi còn nhớ. Thì mục sư ngồi thông công, ban đầu rất là vui và sau đó tự nhiên ông nói mục sư sĩ ơi, rất tiếc, xin lỗi mục sư cho tôi nói ra những cái lời này. Bắt đầu tôi nghe ông nói những điều đó tôi cũng ngại lắm, không biết ông nói những cái điều gì không tốt về mình chăng. Mà tôi nói gì mục sư cứ nói. Và ông nói gì, rất tiếc là lần này mục sư đến vùng của chúng tôi và tôi không thể mời mục sư đến giảng. Tôi mới giật mình, tôi nói ủa lý do tại sao vậy mục sư? Vì mục sư đó nói gì, mục sư giảng được ơn của Chúa lắm, lúc nào đến giảng thì cũng được Thánh Linh thăm viếng hội thánh. Ông dùng một cái từ đó là clean up, có nghĩa là làm sạch, phải không ạ? Ông nói là mục sư, Chúa dùng mục sư clean up hội thánh. Có lời được Chúa Trời, hội thánh được phước lắm. Nhưng mục sư à, đó là lần nào mục sư đến giảng, mục sư cũng nói về kêu gọi người ta ăn năn từ bỏ tội lỗi á. Cho nên có nhiều người đã không đi nhóm hội thánh của chúng tôi nữa. Và nếu họ không đi nhóm thì họ không dâng hiến. Mà họ không dâng hiến thì chúng tôi không có tiền để trả tiền thuê cái phòng nhóm này. Tôi ngồi lặng người anh em. Tôi ngồi lặng người. Bởi vì tôi đã gặp rất nhiều tôi tớ của Chúa sống tại Mỹ. Họ căng thẳng vấn đề tài chính, xe phòng nhóm, thuê phòng nhóm. Và họ rất là cần sự dâng hiến từ con cái của Chúa. Chúng ta cần sự dâng hiến đúng không ạ? Nhưng điều mà tôi cần, đó là tôi cần những người nhóm lại với chúng ta được gặp gỡ sự vinh hiển của Chúa. Amen. Amen. Có một hội thánh ở trong Khải Huyền, đó là hội thánh Laodice. Không có hội thánh nào trong 7 hội thánh cõi Tiểu Á mà dám nói rằng ta không cần chi nữa, phải không? Chỉ có mỗi hội thánh đó anh em. Bởi vì Chúa Thánh Linh nói với hội thánh Laodice gì? Ngươi nói rằng ngươi giàu có. Đúng rồi, ngươi giàu có. Và đến mức ngươi nói là ta không cần chi nữa. Anh biết họ không cần cái gì? Họ đâu có nói là họ không cần bồ trống. Bồ trống này hư rồi. Thầy tôi nói tôi bố, chuẩn bị mua dàn âm thanh mình nãy mình mua. Tôi nói no, để cho mấy cái đứa đánh trống nó phải có trách nhiệm. Sáng nay người đánh trống còn làm giống như là diễn trước mặt tôi, xách cái bidan đánh trống đi qua mặt tôi, đi sửa, đi gõ để chạm đến lòng thương xót của tôi để tôi có thể quyết định mua cái bộ trống mới. Tôi nói con đừng bao giờ mà đóng kịch với bố được nha con. Hội thánh Laodice không phải là tôi không cần bộ trống này, tôi không cần dàn âm ly, không. Mà họ đi đến cái chỗ cực kỳ nguy hiểm, đó là không cần Chúa nữa. Cho nên họ đẩy Chúa ra khỏi nhà thờ, phải không?
Right? Và ta thấy gì? Chúa nói gì? Họ đẩy Chúa ra. Họ đuổi Chúa ra khỏi nhà thờ. Và Chúa quay trở lại. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Khải Huyền 3 câu 20. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Anh em, chúng ta thấy thương Chúa không thể? Chúng ta thương Chúa không vậy? Bị đuổi ra. Chúa biết người lãnh đạo đó sai. Nhưng mà Chúa vẫn biết rằng trong hội thánh đó còn có nhiều người rất đáng thương. Amen. Có nhiều người cần được Ngài đụng chạm. Có nhiều người cần tình yêu của Ngài. Amen. Và Chúa quay trở lại, Chúa nói gì? Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta, mở cửa cho. Amen. Và Chúa nói gì? Ta sẽ vào cùng người ấy, chứ ta không vào hội thánh đó được. Amen. Người lãnh đạo đã quá ngông cuồng rồi. Người lãnh đạo, ngài có những sứ điệp từ những mục sư đó. Họ giảng những sứ điệp gọi là fake. Fake là giả đó anh em. Ngài này trên thị trường này có rất nhiều cái fake, phải không ạ? Amen. Đồng hồ giả, có phải không? iPhone giả, đúng không? Samsung giả, đúng không? Áo quần chúng ta mặc đôi khi dán cái hiệu, nhưng mà nó là giả. Right? Thế thì anh em có biết rằng có những chức vụ giả không? Có những sứ đồ giả không? Có những người theo Chúa giả không? Và tôi nặng lòng với cái những điều gì tôi sắp chia sẻ cho hội thánh của Chúa hôm nay. Tại sao nhiều người đi với Chúa rồi? Có nhiều người đi anh nhiều năm rồi, nhưng mà họ chưa bao giờ thấy sự vinh hiển của tin lành trên cuộc đời của họ. Amen. Họ chưa một lần kinh nghiệm về quyền năng của tin lành. Amen. Trên cuộc đời của họ. Chúa đến với Sao-lơ bằng chính Chúa Giê-xu là đấng mà tôi anh em đã tìm. Cho tôi nghe chữ amen. Thế thì nếu bỏ lên cắn cân giờ phút này, Chúa Giê-xu của Sao-lơ và Chúa Giê-xu của tôi và anh em có khác nhau gì không? Có khác nhau không anh em? Không khác nhau chút nào cả. Nhưng mà ta nhìn vào câu chuyện, nhìn vào cái history của Sao-lơ và history của thầy Tố, nó khác nhau một trời một vực. Đánh đần lúc nào cũng đứt dây đó. Còn Sao-lơ trong ngục tù không đánh đờn, mà ông hát cửa đi ngục rung động hết trơn. Nhìn vào câu chuyện của Sao-lơ và ta nhìn vào câu chuyện của cuộc đời mình. Chúng ta cùng một tin một Chúa Giê-xu. Amen. Chúa Giê-xu của Sao-lơ và Chúa Giê-xu của tôi không khác nhau gì cả. Và đã có những lần, đã có những thời điểm tôi ngồi trước sự nghiệp của Chúa và đem mình so sánh. Và tôi chạnh lòng lắm. Tôi nói: Chúa ơi, lời của Chúa đó là con không hổ thẹn về tin lành đâu. Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời cứu mọi kẻ tin này mới. Chúa, tại sao con thấy con không dạng dĩ được? Con có gì đó hổ thẹn. Con giảng mà không có quyền năng này mới. Anh em, ngày nay có nhiều điều mục giảng chỉ là giảng bằng văn tự. Chẳng có quyền phép, chẳng có sự vinh hiển, chẳng có sự kiện của Chúa bày tỏ trong hội thánh của Ngài. Tôi có những chương trình học kinh thánh trên Zoom thôi, nhưng mà tôi vẫn thấy sự kiện của Chúa trên cái phòng học đó. Amen. Và không phải tôi thấy, tôi nói tốt về cái chương trình đó, nhưng mà nhiều anh em trong chương trình học kinh thánh đó, họ đã cảm nhận được sự kiện của Chúa trong phòng học đó. Đức Chúa Trời, chúng ta không bị giới hạn bởi đường truyền Internet. Có một điều nó giới hạn tôi và anh em, đó là tấm lòng của tôi và anh em với Chúa như thế nào. Cho tôi nghe chứ, amen. Chúng ta thấy Sao-lơ sau khi được cứu, ông đã đi một leo với Chúa, amen. Cho tôi nghe chứ, amen. Nếu một tôi tới trong kinh thánh đi một leo, đi cột sớt đi, chúng tôi gọi là đi như xe tay ga vậy đó. Đó là Sao-lơ. Mà có phải ông có gặp những sự khó khăn không? Ông gặp rất rất nhiều sự khó khăn. Ông nguy đi với cướp biển. Ông nguy với anh em giả dối. Ông nguy với dân ngoài. Amen.
Nhưng mà chúng ta thấy gì? Ông vượt lên trên tất cả mọi sự ngăn trở đó. Ông vượt qua, vượt lên. Để trở thành một tố tớ vĩ đại. Và những điều gì chúng ta đang học, chúng ta đang nói về những điều ông viết cho Hội Thánh Corinto. Hội Thánh Corinto là một Hội Thánh rất lộn xộn. Hội Thánh Corinto là một Hội Thánh đầy dạy những tội lỗi mà tôi không muốn nhắc đến, bởi vì nó không xứng đáng. Nhưng tôi chỉ muốn nói, có những cái tội lỗi mà bên ngoài như thế nào, thì trong Hội Thánh Corinto có hết. Có đúng như vậy không anh em? Có hết. Có hết anh em, ghê tởm lắm. Và một Hội Thánh lộn xộn, một Hội Thánh không có tình yêu thương. Một Hội Thánh mà đã nghe giảng về một Chúa Giêsu khác, một Hội Thánh đã nghe giảng một Đức Thánh Linh khác, một Hội Thánh đã nghe giảng về một Tin Lành khác, ngoài những điều Sứ đồ Phaolô đã giảng dạy cho họ. Và trước cái bối cảnh đó, Phaolô bắt đầu nhắc cho họ nhớ rằng bởi sự thương xót trong câu 1 của Đức Chúa Trời mà ông được cái chức vụ, phải không ạ? Khi tôi đọc những phần thơ này, những câu của lời Đức Chúa Trời này, tôi được khích lệ lắm. Cảm ơn Chúa, con cũng bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà con được chức vụ này. Amen. Tôi được chức vụ dạy lời của Đức Chúa Trời. Tôi được kêu gọi để cầu nguyện, giải cứu, để cầu nguyện chữa lành. Amen. Để làm công việc của Tin Lành về nước của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy gì? Câu 2, ông mạnh dạn tuyên bố, ông từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Ông có những lúc, đây chắc là những lúc mà ông chưa gặp gỡ Chúa, ông có những hổ thẹn ở bên trong ông. Bây giờ ông nói ông từ bỏ như đó, và ông chẳng theo sự dối gạt. Cho tôi nghe chị, amen. Anh em, để trở thành một tố tớ của Đức Chúa Trời, tôi và anh em phải quyết định đừng bao giờ đi theo sự dối gạt. Đừng đi theo sự giả dối. Amen. Và ông tuyên bố rằng, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời. Đây là tiêu chí, đây là tầm quan trọng của người hầu việc Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chị, amen. Ngày hôm nay có nhiều tổ thất của Chúa giảng lấy lòng con dân của Chúa, cho nên họ đã không giảng thẳng lời của Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chị, amen. Giảng lấy lòng con dân Chúa. Vì cái đó mà tôi nói, ở tại Mỹ có nhiều tổ thất của Chúa không dám nhấn mạnh, không dám đụng đến cái tội lỗi mà dân sự của Chúa đang phạm. Có những tổ thất của Chúa biết tín đồ của họ đi chùa đó, mà họ cũng dám nói. Trong nhà còn thân tượng đó, nhưng không dám nói. Anh em, nếu tôi và anh em không dám giảng lời Đức Chúa Trời, thì tôi và anh em đã giả mạo lời của Đức Chúa Trời. Amen. Tôi nói với nhà tôi hôm qua trước khi đi, bởi tôi luôn luôn trước khi đi truyền giáo, đi công tác nhà Chúa, tôi luôn muốn nhà tôi ngồi bên cạnh tôi và tôi nói gì. Bởi vì tôi không biết rằng là đợt đi công tác này tôi có về theo cái nghĩa đen đó, về để gặp vợ tôi hay không, hay là tôi được Chúa cất tôi về với nước này. Lúc nào trong tâm trí của tôi cũng sẵn sàng cái điều này. Và tôi ngồi bên cạnh nhà của tôi dặn dò. Và tất cả chúng ta biết rằng cô Phương những ngày qua sức khỏe có phần yếu đi, và Chúa đã can thiệp, và Chúa đã can thiệp trên mắt của cô, phải không? Và rồi cô bắt đầu bồi dưỡng cho chính thân thể của chính mình. Nhưng mà tôi khuyên nhà của tôi hôm qua rằng, em à, em đừng có mua sữa trên mạng nữa. Vợ tôi nói, anh, sữa là sữa hạt mà, cho nên bộ hạt nó không làm giả được em. Không có fake, không có fake meal được à. Vợ tôi làm gì có. Lúc đó tôi gọi điện thoại cho con gái của tôi. Tôi nói chuyện vừa với con gái, tôi nói, ban mến nói chuyện với mẹ xong nè. Cái con gái tôi nói, mẹ ơi, bạn con vừa rồi nó có share trên cái trang của con với bạn con là trên mạng nó cũng bán cái máy làm sữa hạt. Đúng lúc đó tôi nói, nhà tôi nói, em nghe Phúc Nguyên nói chưa? Trên mạng có máy bán làm sữa hạt. Mà tất cả những ngày qua thông tin tôi nói với nhà tôi ở tại Việt Nam này, chúng ta biết rằng quản lý thị trường người ta đã bắt rất nhiều cơ sở bán sữa giả, phải không? Và tôi nói với nhà tôi này,
Sao anh thấy em từ hôm mình mắc kẹt bên Mỹ về đó, em đã uống sữa mà anh thấy đáng lẽ phải khỏe chứ, tại sao em lại yếu hơn? Như vậy sữa này có vấn đề. Amen. Thực phẩm chức năng mà em mua qua những dạng viên thuốc đó, nó có vấn đề. Còn đối với anh, em nhìn thấy đi, trong nhà này có hai người, anh và em. Em thấy anh có uống một ly sữa hạt nào không mà anh, em thấy anh khỏe không? Em thấy anh có uống một viên thực phẩm chức năng nào không mà em thấy anh có khỏe không? Em nhìn anh đi. Bởi vì anh sống nhờ sự sống của Chúa. Amen. Anh em, cái gì trong thế giới này cũng bị giả. Có những sứ đồ giả trong thời kỳ của sứ đồ Phao-lô. Cho tôi nghe chứ, amen. Ngày hôm nay cũng như vậy thôi. Ngày hôm nay cũng như vậy thôi. Cái điều tôi đang giảng và tôi đang mở đề, tôi chưa đi vào phần thắng bại đâu nhé. Tôi chưa đi vào chi tiết đâu. Nhưng mà tôi dẫn anh em đi để chúng ta bắt đầu nhìn thấy nè. Chúng ta theo Chúa thật hay giả? Con là cơ đốc nhân thật hay là cơ đốc nhân giả? Anh Hà cơ đốc nhân thật hay là cơ đốc nhân giả? A Minh, con là người theo Chúa thật hay là người theo Chúa giả? Tuấn Anh là cơ đốc thật, cơ đốc nhân thật hay giả? Hòa là cơ đốc nhân thật hay là cơ đốc nhân giả? Giả. Điều này không ai trả lời chính xác bằng chính mỗi một chúng ta. Anh em đừng đóng vai giả, hãy đóng vai thật của Đức Chúa Trời. Bởi vì trong thiên đàng không có hàng giả. Chúng ta nghe chị amen. Trong thiên đàng không có hàng giả. Ngày hôm nay chúng ta thấy câu nói của dân gian, đó là lửa thử vàng, nó không còn đúng nữa. Bởi vì bọn Tàu, bọn Trung Quốc nó làm vàng giả phải không? Chắc là Dung mẹ Đạt rất là rành cái vụ này lắm. Có nhiều người cửa hàng vàng Việt Nam mình đó, mua cả mười mấy, 20 kg vàng của cái người đi lên bán. Sau khi mua thử lửa, thì đúng chưa, chân gian, qua lửa, và đây là vàng, ngày mẹ. Thì khi trả tiền xong, số cái người cầm tiền đi mất rồi, bắt đầu mới đem ra lục lội lại, nghiên cứu đủ thứ mọi cái, tái ra là hàng vàng giả. Chắc chưa? Anh em, Kinh Thánh là lẽ thật, cho tôi nghe chữ amen. Chúng ta không được phép giả mạo. Lời của Chúa chép như thế nào, chúng ta phải giảng đúng y như vậy, không giảng để lấy lòng bất cứ ai cả. Tôi không được kêu gọi để làm một Facebooker, tức là mục sư giả, mà tôi được kêu gọi để làm một mục sư tốt của vương quốc nước Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và chúng ta thêm nhìn thấy điều gì? Phao-lô nói rằng là khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Câu cuối cùng của đoạn, câu số 2 đó. Khiến lương tâm của mọi người coi chúng tôi là đáng chuộng. Anh em, những người mà họ sống thật, họ khao khát Chúa thật, thì họ thích nghe tôi giảng lắm. Nhưng mà những người thích giả đó, đóng vai cái đúng nhân giả đó, thì họ không thích nghe. Bởi vì lời của Chúa qua chức vụ của tôi như búa, như lửa, họ không thích nghe. Những người nào khao khát Chúa thật, họ sẽ nghe. Amen. Và điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy bắt đầu từ chỗ này. Phao-lô bắt đầu qua câu số 3. Ông nói rằng là, đó, anh em thấy không? Tôi không giả mạo lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời nói về tin lành của Chúa Giê-xu như thế nào, thì tôi giảng như vậy, cho tôi nghe chứ, amen. Lời của Chúa nói về phúc âm như thế nào, tôi giảng như vậy. Phúc âm có sự cứu rỗi linh hồn, phúc âm có sự đắc thắng tội lỗi, phúc âm có quyền năng của báp têm bằng Đức Linh, tôi giảng. Phúc âm có nói về nói tiếng lạ, tôi giảng về nói tiếng lạ, cho tôi nghe chứ, amen. Phúc âm có sự chữa lành, tôi giảng về sự chữa lành. Phúc âm có nói về sự dâng hiến, tôi giảng về sự dâng hiến, cho tôi nghe chứ, amen. Và sứ đồ Phao-lô nói ông không hổ thẹn về tin lành. Nhưng qua câu 3 chúng ta để ý, tại sao ông viết lá thư này gửi cho người Cô-rinh-tô? Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, anh em, chúng ta hãy để ý điều này. Nếu tin lành của chúng tôi còn bị che khuất,
Có nghĩa là gì? Chắc chắn trong sự mặc khải của Đức Thánh Linh đưa tôi vào bối cảnh của câu chuyện này. Rồi có những lần mà sứ đồ Phaolô đến hội thánh Côrintô để rao giảng lời Đức Chúa Trời anh em. Ông giảng về quyền năng của sự biến đổi cho tôi nghe cha amen. Ông giảng về quyền năng của sự giải cứu bởi phúc âm, bởi tin lành cho tôi nghe cha amen. Ông giảng về quyền năng của sự tha tội cho tôi nghe cha amen. Hallelujah. Ông giảng về một con người mới của tôi gì đoạn 5 này amen. Nhưng mà ông vẫn thấy có người thì được thay đổi, có người vẫn mang họ vũ, là vũ như cẩn, là vẫn như cũ. Anh em, tấm lòng của những người hợp với Chúa, trong đó có sứ đồ Phaolô, trong đó có sứ đồ Giăng, trong đó có sứ đồ Phêrô, và trong đó tôi vẫn nói quả quyết với anh em rằng có tôi. Đó là tôi vẫn rất là buồn khi nhìn thấy có những người đi với Chúa mà không được biến đổi. Tôi buồn lắm. Tôi vẫn nhìn thấy và rất nặng lòng là có những người vẫn cầm kinh thánh, vẫn vào phòng nhóm, vẫn đi ra đi vào trung tâm giải cứu của Chúa, vẫn làm một số công việc của nhà Chúa, nhưng họ chưa từng biến đổi. Tin lành mà sứ đồ Phaolô rao giảng vẫn còn bị che khuất, phải không? Bị che khuất là gì? Thí dụ bây giờ tôi đứng đây, tôi nhìn anh Tĩnh, tôi không nhìn rõ gương mặt của anh được, vì anh Hà đã che khuất gương mặt của anh. Amen. Anh hiểu cái chữ che khuất không? Có là có một cái điều nó cản chúng ta và chúng ta không thấy được sự chói lói của tin lành vinh hiển. Cho tôi nghe chữ amen. Tin lành là quyền năng mà. Thế thì tôi muốn đặt câu hỏi là từ ngày chúng ta tin Chúa đó, bao nhiêu người chúng ta đã thực sự kinh nghiệm về quyền năng của Ngài, quyền năng của sự biến đổi, quyền năng của sự thay đổi, quyền năng của sự giảng dạy, quyền năng của sự cầu nguyện, quyền năng của truyền giáo, quyền năng của thờ phượng. Amen. Thờ phượng không phải là hát anh em. Vì cái đó mà thứ ba thứ năm tôi sẽ dạy anh em về sự ngợi khen thờ phượng. Bởi vì sự thờ phượng không phải là hát. Nếu mà sự thờ phượng là hát, chỉ là hát thôi đó, thì tôi muốn ca sĩ đời vào hôm nay để hát, để anh em nghe và anh thấy hay. Rồi anh em nào đó bức hoa dâm bụt lên tặng, chúc mừng, giọng hát hay quá. Ta bức lá hoa, rồi không có hoa bức ớt của tôi, giám đốc Tuấn Anh chồng. Oh, celebrate. Anh em, sự ngợi khen thờ phượng không phải là chỉ hát, nhưng sự ngợi khen thờ phượng đem sự diện của Chúa đến này mấy. Và tôi nói với em rằng chỗ nào có sự diện của Chúa, chỗ đó có phép lạ xảy ra. Chúng ta tin gì đó không? Phaolô và Sila ở trong nhà tù, chân tay, xin lỗi, chân bị cùm, đánh tan nát, lính La Mã đánh tan nát cơ thể của họ. Họ hát ngợi khen, cùm họ được tháo ra mà không bởi chìa khóa. Hai ông không có cưa, hay là giấu ủ, nói giám đốc cái gì ở trong nhà tù nha, quản vô, nói với quản vô rồi quản vô tôi cho anh cái cây sắt đi, rồi em nói mẹ em cho em 5 triệu, em đưa cho quản vô 25 triệu. Chìa khóa, khóa mà đã khóa chân của Phaolô và Sila không được mở bằng chìa khóa của đời này, được tháo mở bằng chìa khóa của quyền năng ngợi khen thờ phượng. Mà không phải ai không được mở mà thôi, tất cả các tù phạm lúc ấy được tha mở hết. Anh có biết rằng trong những buổi nhóm có những người vẫn còn bị ma quỷ khóa lại những xích xiềng không? Trên sân bóng thì họ không bị khóa, họ đá vô một trái họ nhảy lên. Làm như Ronaldo. Nhưng trong sự ngợi khen đáng lẽ Chúa, chúng ta cũng bày tỏ điều đó em ấy. Hả? Chúng ta cũng giơ tay hallelujah, hallelujah em ấy. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, ông muốn nói rằng không phải tín đồ không được thay đổi. Cứ đem các ông mục sư ra, hỏi ông giảng cái gì em ấy. Amen. Amen. Giảng cái gì?
Và sứ đồ Phaolô, ông đã là tín lành của ông, chắc chắn là quyền năng rồi. Nhưng tại sao vẫn còn bị che khuất? Một số người bị che khuất. Amen. Chúng ta thấy những người đi tù đó, họ có một câu nói gì? Một ngày ở bên ngoài. Hả? Cái chị mới đi tù về nói nhanh quá. Vâng, anh em, họ bị biệt giam nó thì người ta biết gì không? Đó là trong một tuần là phải được ra phơi nắng, phải không ạ? Có phải không anh em? Vợ thấy được ánh nắng mặt trời, tụi nó anh em họ mừng lắm. Tin lành hai phúc âm như là hình ảnh của mặt trời ban mai cho tôi nghe chị amen. Rất cần cho đời sống thuộc linh của tôi và anh em, vì chúng ta đã từng ở trong bóng tối cho tôi nghe chị amen. Chúng ta ở trong sống trong sự dày đặc của tội lỗi. Ta nhìn đâu cũng thấy tối tăm mờ mịt. Chúng ta không dám nhìn về tương lai. Hiện tại tôi làm chứng cho những người tôi nói gì? Hiện tại con thế nào? Con có thích nhìn về tương lai không? Những người nghiện đã nói rất là thật đó gì. Hiện tại con không có lấy đâu con nhìn về tương lai. Chú nhìn này. Con ngồi đây, con đang ngồi đây. Chú nhìn cuộc đời của con. Con mặc bộ đồ này bao nhiêu ngày rồi? Chú nhìn cuộc đời con đã từng bị rượt đuổi, ăn trộm, ăn cắp. Mà chú nói con nhìn về tương lai. Hiện tại của con như thế này, làm sao con dám nhìn về tương lai? Nhưng em, nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu, tương lai của chúng ta sẽ khác. Hiện tại chúng ta được thay đổi, tương lai của chúng ta chắc chắn sẽ được đổi thay. Amen. Và Phaolô trả lời luôn cho hội thánh Corinto. Và câu trả lời này sẽ được phân giải ra sáng nay cho hội thánh của Chúa và cho những người đang theo dõi buổi nhóm online của chúng tôi. Tại sao bị chê khuất anh em? Tại sao ta biết tin lành là quyền năng mà đời sống ta không được thay đổi? Không ai ở đây được thay đổi mà không ở quyền năng của Chúa Giê-xu cả. Tại sao đời sống ta không được thay đổi? Như vậy ta chắc chắn bị chê khuất anh em. Và trong câu 3, câu 4, Phaolô giúp chúng ta nhìn thấy những lý do khiến con cái Chúa tại Corinto bị che khuất và những điều ngăn trở để tin lành vinh hiển không chói lói vào đời sống của họ. Thứ nhất, ông nói gì trong câu B, phần B của câu 3, là chỉ che khuất cho những kẻ hư bất. Anh em có giật mình câu kinh thánh này không vậy? Lá thư này Phaolô không phải viết cho dân ngoại. Nếu Phaolô viết cho dân ngoại và nói rằng là che khuất những người hư mất thì có gì đâu để đi bàn. Nhưng mà anh em thấy trong hội thánh, những người đi nhóm lại, những người đi nhà thờ, những người ngồi ghế giống như quản vô tú, rất nhiều giống như tôi và anh em hôm nay. Nhưng hãy để ý, coi chừng chúng ta ngồi đây nhưng chúng ta vẫn bị hư mất. Anh em, coi chừng chúng ta ở trong hội thánh của Chúa, ở trong nhà tình yêu của Chúa ở đây nhưng chúng ta vẫn bị hư mất. Hư mất là gì anh em? Hư mất là gì? À, cái từ này hay lắm anh em ạ. Hư mất là gì? Hư mất còn có nghĩa là chết mất. Mà một người chết rồi anh em, có cảm nhận được người sống không? Không. Chúng ta thấy khi người nhà của chúng ta đó chết, chúng ta tiếc thương ba của mình. Thí dụ một ngày nào đó tôi được chôn cất đi, tôi không biết ai ở đây thương tôi sẽ khóc. Nhưng mà hãy nhớ một điều rằng lúc đó anh em khóc vì cứ thương tôi á, thì tôi cũng chẳng biết gì cả. Amen. Amen. Anh em có khóc, anh em có buồn, anh em có rầu, anh em có rỉ nữa, lúc đó thầy Tú buồn quá, rầu cỡ như tôi thì tôi cũng chẳng thấy. Bởi vì người chết không còn, mắt không còn nhìn thấy nữa, hơi thở không còn trong lỗ mũi nữa. Amen. Hình hài họ còn đó, nhưng họ nằm đó với một cái xác không hồn linh. Thì anh em hãy để ý chữ hư mất là như thế này. Đó là nhiều người đi nhà thờ, nhưng họ vô cảm với tình yêu của Thiên Chúa. Đó là người có dấu hiệu hư mất. Amen.
Người có thể ở trong bán thờ phượng nhưng vô cảm trước sự diện của Đức Thánh Linh. Họ có thể hát ở trong giờ thờ phượng Chúa, nhưng xuống cuộc sống đời thường thì sới sới hả? Sao ngó bố? Bố đâu có nói con đâu. Có tật giật mình. Thí dụ vậy. Rồi chúng ta ở đây chúng ta hát. À, nào là sự thánh khiết. Nhưng mà chúng ta xuống là môi miệng này bắt đầu nói những điều tục tiểu. Anh em, Chúa nói với tôi rằng có những người đi nhà thờ nhưng họ đang ở trên con đường hư mất. Cái chữ hư mất là chết mất hay là bị diệt vong. Từ điển Kinh Thánh cho ta biết rằng nhấn mạnh một sự hư mất, đổ nát, không thể sửa chữa hoặc phục hồi được. Anh em, có nhiều người họ đi theo Chúa nhưng tính tình của họ vẫn vậy. Bao nhiêu người thừa nhận chúng ta thấy điều này nào? Trước đây 3 năm họ cũng vậy. Rồi bây giờ họ vào 4 năm trước họ cũng vậy. Tính tình của họ, cách ăn ở, cách họ sống ở trong trung tâm y chang như vậy, chẳng có một chút xíu nào được thay đổi cả. Thì đây là tiếng chuông được vang lên. Coi chừng ai đó đang bị hư mất. Vẫn lấy áo của người khác mà nói áo của mình. Thí dụ áo của bố. Bố cứ hỏi chứ mà áo bố đưa cho con giặt rồi bây giờ con để đâu rồi. Con đâu có biết, con biết con phơi rồi. Cái áo bố nói bây giờ con không thấy nữa. Rồi đến một lúc tôi thấy, ố sao con mặc áo của bố? Ủa áo của bố hả? Sao con mặc vừa quá? Thì thôi chứ làm gì nữa. Và con nói gì? Hết thảy của cha đều là của con. Xong game, đi em. Chúng ta đi tiếp. Anh em hãy coi rằng là có những điều gì trong đời sống của chúng ta mà không sửa được. Anh em có cái gì mà Chúa không làm được cho cuộc đời tôi và anh em không? Không. Amen. Amen. Không gì khó quá với Chúa của chúng ta. Nhưng tại sao có những cái chúng ta đi với Chúa lâu rồi mà con cái mình nó nhìn vào nó vẫn biết rằng ba mình chưa được thay đổi. Thế là tôi là một người thầy thuộc linh, một người cha thuộc linh, tôi nhìn vào đời sống của anh em. Tôi không để ý nên trên bàn ăn đâu, vì cái đó là rất đời. Nhưng mà tôi để ý cái cách sống của anh em đó. Amen. Thì tôi có thể biết được anh em thay đổi và chuyển mình như thế nào. Vì cái đó mà Phaolô nói gì? Điều thứ nhất, tin lành, sự vinh hiển của phúc âm Chúa bị che khuất là che khuất cho những kẻ bị hư mất và không ạ. Amen. Và ta dở nhanh ra một câu kinh thánh trong Khải Huyền. Đây là lời của Chúa nói, không phải là tôi nói. Khải Huyền đoạn 3 câu 1. Tôi xin đọc lá thư này của sứ đồ Giăng viết cho hội thánh Sạc Đè. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đè rằng này là lời phán của đấng có 7 vị thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi. Ngươi có tiếng là, ngươi có tiếng là, ngươi có tiếng là, ngươi có tiếng là. Nhưng mà sao anh em? Ôi cha mẹ ơi, chúng ta nghe câu này chúng ta sợ không vậy? Người có tiếng là sống nhưng mà là chết. Anh em, khi tôi đọc câu này tôi sợ lắm. Không ai ở đây chúng ta mà đang chết hết, tất cả đang sống phải không? Amen. Thì người có tiếng là sống. 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 Múa roi đi quyền cũng có tiếng là sống. Amen. Nhưng anh em yêu dấu của tôi này, hãy cẩn thận cầu sao. Sống sáng nhật đi nhà thờ, nhưng đời sống của chúng ta, cách sống của chúng ta nó y chang cái người thế gian.
thì cái sống này là chết rồi, phải không ạ? Anh em hiểu được tôi nói không? Chúng ta vẫn dối gạt, chúng ta vẫn gian, vẫn dối, vẫn không thành thật. Thì tôi nói anh em rằng, chúng ta mang tiếng là sống thiệt, nhưng đối với Chúa đó, đối với người đời, đối với tôi, thấy anh em còn sống, amen. Còn sống. Còn sống. Ừ. Còn sống. Còn sống. Ừ. Trong bonsai mini. Anh em tất cả chúng ta ở đây, tất cả đang sống hết. Những cái vấn đề này, trong nhãn quan của Chúa Trời Ngài nhìn chúng ta, đó là chúng ta đang sống thật không? Hay là chúng ta đang sống, đang ngồi đây mà tâm linh của chúng ta đã chết mất rồi. Lương tâm của chúng ta trở nên chai lì rồi. Thì em như vậy, chính cái điều này làm che khuất sự chói lói của vinh hiển như ngọn đèn. Tôi không thể nào nhìn lâu vào cái dàn đèn này bởi vì nó chói lói, phải không ạ? Chúng ta thấy Sauler, ông được biến đổi bởi ánh sáng từ trời chiếu đến cuộc đời của ông, phải không? Công vụ đoạn 9, phải không? Amen. Và đó là tính lành của Chúa. Có ca mổ nào mà không có bóng đèn để chiếu trên cái chỗ chúng ta cần mổ không? Anh em biết điều này không vậy? Khi tôi mổ mắt tại Mỹ, dù là có 5-6 phút thôi, nhưng bác sĩ nói anh à, chuẩn bị nha. Bác sĩ đưa tay lên kéo cái đèn hắc ám xuống. Và tôi nhìn thấy sáng rực. Thế là họ bắt đầu lay hoay cái gì đó. Tôi nghe này 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 này. Xong rồi đó thầy. Xong rồi. Rất nhanh. Điều tôi muốn nói này. Nếu chúng ta không để ánh sáng là lời được Chúa Trời, amen. Lời Chúa là ngọn đèn, phải không? Amen không hả? Chiếu trên cuộc đời của chúng ta để chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta vẫn còn có những điều sai thật. Cho tôi nghe chứ, amen. Và khi những điều sai thật đó chúng ta chịu thay đổi, cuộc đời chúng ta trở nên khác liền anh em. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Anh em, tất cả muôn loài vật ngày nay rất cần ánh sáng. Ngay cả nghệ thuật nuôi cá, chúng ta thấy gì không? Nếu nuôi con cá mà không có đèn thì con cá nó chẳng bao giờ chúng ta thấy nó đẹp cả. Đúng không bà chủ? Bà chủ hay bà ủ gì đây không biết nữa. Có đúng như vậy không? Để con cá đẹp cần có ánh sáng. Amen. Amen. Một cô gái tô son điểm phấn cỡ nào, nhưng mà ở trong bóng tối có ai thấy đẹp không? Ở trong bóng tối, xin lỗi, mang mũi chết đẹp hả? Chết mày thì mày biết. Nhưng mà khi họ bắt đầu đi ra bên ngoài ánh sáng, vào cái phòng đám cưới ánh sáng như thế này, sự trang điểm đó càng lộng lẫy hơn. Tin lành của Chúa không phải là một tôn giáo. Tin lành của Chúa không phải là một ngôi nhà có cái nắp thập tự giá ở đó. Nếu mà nói như vậy thì trong nghĩa trang vẫn có những cái ngôi nhà mồ có thập tự giá, amen. Có khác gì đâu. Amen. Cho nên em, cái khác biệt ở chỗ này, đó là chúng ta có để tin lành quyền năng của Chúa, vinh hiển của Ngài chiếu rọi chói lóa đến mức độ ai nhìn chúng ta và nói gì? Thật không tin nổi, mày còn sống hả? Thật không tin nổi, mày là cường gạch mà bây giờ mày mặc áo có logo lửa gì ghê đó mày, có kiến có gì ghê đó mày. Thật không tin nổi một cái thằng nấu bánh chưng với pin đẻo, bán heroin đẻo phấn cho người ta mà bây giờ mày còn sống hả? Đó là anh em, khi chúng ta làm cho người khác ngạc nhiên đó nha, thì đó là sự chói lóa của vinh hiển. Mày đó hả? Mày là Quảng Ninh hả? Mày có phải là cái thằng mà có sao không cho xúa xúa không đó? Mày còn sống hả? Ngạc nhiên quá. Có còn sống không hết? Con mẹ. Anh em, khi chúng ta đem lại sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cho người khác về phúc âm của Chúa, biến đổi cuộc đời của chúng ta, đó là giây phút tin lành của sự vinh hiển. Amen. Hallelujah. Khi tôi được cứu, tôi về quê của tôi, bạn bè tôi nói gì? Mi đó hả sĩ? Tôi nói chính nó. Chính nó. Rồi bắt đầu nói gì? Vào quán bia. Tôi cũng đi vào. Mời bia, tôi nói không uống. Nó kêu... Mi với là sĩ không? Thì tôi nói chính hắn.
sao bây giờ không có yêu được, không mê nữa? Nói bởi vì cuộc đời của tao đã được Chúa Giêsu thay đổi rồi. Rất ngạc nhiên anh em. Hallelujah. Rất ngạc nhiên, rất kinh ngạc về quyền năng của Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta đến điều lý do khiến phúc âm của Chúa bị che khuất. Đó là gì nào? Câu 4. Cho những kẻ chẳng. Kinh Thánh không có nói là cho những kẻ không đi nhà thờ không. Kinh Thánh cũng chẳng nói là cho những kẻ chẳng bao giờ dâng hiến không. Kinh Thánh cũng chẳng nói rằng là cho những kẻ học Kinh Thánh mãi thì không thuộc. Không. Mà Kinh Thánh nói một từ duy nhất. Cho những kẻ nào anh em? Chẳng tin. Giăng đoạn 3 câu 16. Ai thuộc nhỉ? Huy. Giăng đoạn 3 câu 16. Cũng đọc lại nào. Hầu cho những ai tin con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có thể bị phạt được chưa? Hầu cho hễ ai. Chữ ai này rất cá nhân. Hầu cho hễ Tuấn Anh. Hầu cho Ngô Tấn Sĩ. Hầu cho là Hải ở Đà Lạt. Hầu cho là Hải Cầu Giấy. Hầu cho anh Hà. Hầu cho Đức. Hầu cho Amin. Bất cứ là ai vậy? Bất cứ một dân tộc nào. Nếu tin. Amen. Tin gì ạ? À? Tin con ấy là tin Chúa Giêsu. Amen. Đấng đã gánh tội lỗi, đấng đã chết thay vì tội lỗi của chúng ta. Amen. Đấng đã chết, đấng đã sống lại vì tôi và anh em. Cho tôi nghe chưa? Amen. Tin có nghĩa là sống. Bao nhiêu người sau khi chúng ta tin Chúa Giêsu và chúng ta thật sự quyết tâm, dù rằng không phải ai một lần một mà đi ngon trớn, ngoài sứ đồ Phao-lô thôi. Tôi và anh em, tôi cũng không giấu anh em, có từ ngày tôi đi với Chúa, có những chập chững bước đầu tôi đã vấp té. Nhưng điều Chúa thương, đó là tôi biết đứng dậy. Amen. Amen. Xưng tội, ăn năn và bước đi tiếp với Ngài. Amen. Rồi té ngã, đứng dậy để bước đi tiếp bởi ân điển của Chúa. Nhờ vậy mà tôi được Chúa giữ đến ngày hôm nay. Thế thì một câu hỏi được đặt ra chỗ này, tại sao họ không tin? Câu 4, ta nhìn vào. Cho những kẻ chẳng tin. Tại sao con cái Chúa tại Côrintô nghe Phao-lô giảng một người, cái áo ông đắt lên quỷ, quỷ nó phải bỏ chạy và không à? Được ơn em, quá được ơn luôn. Hallelujah. Một con người có sự ngồi cái thờ phượng trong vòng lao lý, xích xiềng của hai ông được tháo gỡ, xiềng của tội phạm cũng được tháo gỡ. Amen. Gia đình đề lao tin nhận Chúa quá quyền năng. Nhưng tại sao người được ơn đó đến tạp thánh Côrintô giảng và tính lành của ông giảng đó vẫn còn bị che khuất? Nhiều người trong đó có người đã hư mất phải không, và có người chẳng tin. Thế anh nhìn vào câu 4. Tuấn Anh, theo con thì tại sao họ không tin? Họ đi nhóm, họ không tin. Chú đề này là gì? Câu này khó trả lời với con lắm phải không ạ? Không phải không? Quá khó. Hư không à? Nó xa vời quá. Nó giống như con đưa bố vào vườn cổ tích ấy. Con nói thực tế chút đi chứ. Con nói đâu mà nó văn vãi quá gì. Bố phải đứng cái ghế thế này lâu rồi, mỏi rồi con. Thế à, nói chậm chậm cho nên nghe. Nói mà sợ anh em nghe. Đó là con là tiền bạc và ma môn. Anh em để ý nha. Chúng ta để ý này. Trong câu 4 này chúng ta biết rất rõ lý do khiến cho nhiều người ngày nay vẫn đi nhà thờ nhưng không tin Chúa Giêsu đâu nhé. Đó Kinh Thánh Phao-lô nói luôn, nói thẳng ra luôn. Đó là bị Chúa đời này phải không ạ? Anh em thấy này, tại đây tôi nhận một sự mặc khải. Đời này có Chúa, thiên đàng cũng có Chúa. Amen. Thiên đàng của Chúa và thiên đàng đời này khác nhau không? Khác nhau không? À xin lỗi, Chúa thiên đàng và Chúa đời này khác nhau không? Anh em, để ý giùm tôi nha. Phao-lô, ông dùng một cái từ bị Chúa đời này làm mù lòng họ hay là mù mắt họ. Chúng ta thấy ngày hôm nay
Einstein một cái nhìn rất là thực tế đó. Nhiều con cái của Chúa đó bị Chúa đời này, trong đó có ma môn, là tiền bạc, họ thờ tiền bạc. Họ có thể nghỉ làm ngày Chủ nhật để, xin lỗi, họ có thể nghỉ đi nhóm ngày Chủ nhật, họ có thể đi làm. Một số người ngày Chủ nhật làm 2-3 job đó. Có những người học Chúa ngày hôm nay buôn bán đa cấp, buôn bán tạp hóa nữa. Nhóm Chủ nhật là đi thông công với họ khó lắm. Bởi vì họ nói, chị về để đi bỏ hàng ở đây. Và nên biến ngày Chủ nhật trở thành một cái ngày không còn là ngày nghỉ nữa, amen. Thế tôi nghe chị amen. Không còn cái ngày nghỉ, ngày yên nghỉ trong Chúa. Phaolô nói rõ bị Chúa đời này. Chúa đời này đó là tiền bạc, là danh vọng, là địa vị, là quyền lực. Cho tất cả chị amen. Anh em có thấy cái vụ vừa rồi, vụ Việt Á, rồi vụ máy bay giải cứu đó, đã lên đến cái chức đó là chủ tịch Hà Nội thì đâu phải là một người không có tri thức, đúng không em? Đã lên thứ trưởng Bộ Y tế, làm sao mà nói là không có học thức? Nhưng mà chúng ta thấy gì, họ sẵn sàng cả một triệu đô. Anh em tưởng tượng đi. Và ngày hôm nay có nhiều con cá Chúa vì cái lợi trước mắt họ sẵn sàng không tin Chúa. Cơ đốc nhân tại Mỹ có rất nhiều người khai gian báo dối để lấy tiền trợ cấp. Tôi nói đây, có những người bên Mỹ nghe đó, tôi là một sự giảng rất là thẳng. Có những người vẫn khai gian viết dối để hưởng trợ cấp mà họ là người đi nhà thờ. Anh em, nếu như vậy chúng ta có phải là người tin Chúa không? Cái lòng của chúng ta đã bị mù rồi phải không ạ? Lòng nói về lương tâm của chúng ta nữa đấy. Không còn biết cái gì đúng, gì đúng, cái gì sai, cái gì là đường lối của Chúa, cái gì là của thế gian, cái gì là cạm bẫy nó đẩy chúng ta đến cái chỗ hỏa ngục, mất phước, và cái gì là đẩy chúng ta đến gần Chúa hơn, amen. Có một câu nói rất là hay. Nửa ổ bánh mì thì vẫn gọi là bánh mì, nhưng nửa chân lý thì không thể nào gọi đó là chân lý. Cho tôi nghe cho amen. Tôi đọc lại nhé. Nửa ổ bánh mì vẫn còn gọi là bánh mì, nhưng mà nửa sự thật, nửa chân lý, nó không phải là chân lý. Đâu là nơi nhóm lại mà chúng ta nghe giảng về chân lý? Đâu là nơi nhóm lại mà chúng ta nghe giảng về đúng lẽ thật? Nguyên bản không thêm nước lã vào đó, amen. Không thêm, không bớt gì ở đó cả. Và tôi vẫn nói với anh em một điều rằng chúng ta được phước khi chúng ta được cùng sinh hoạt ở trong trung tâm giải cứu gia đình tái sinh ở đây. Vì tại nơi chốn này đã có nhiều cuộc đời được biến đổi qua lời của Chúa ở đây anh em. Họ không phủ nhận điều đó, không ai dám phủ nhận điều đó đâu. Dù bây giờ họ là mục sư, họ có thể làm giám đốc những trung tâm cai nghiện khác nhau, nhưng mà tôi vẫn nói nên họ không bao giờ dám phủ nhận. Khi ai hỏi họ rằng họ được thay đổi ở đâu, thì họ không bao giờ dám nói là họ không đến ở đây. Họ được thay đổi như thế nào? Thế thì tôi muốn hỏi anh em này, trước khi ta qua điều thứ ba, thì tôi muốn hỏi anh em, bao nhiêu người thật sự nghiêm túc khám phá rằng chúng ta vẫn thấy rằng có những Chúa đời này, có những quyền lực của đời này, nó cai trị chúng ta và làm mù lòng chúng ta. Anh em nếu có đó, hãy đến với Chúa nè. Tôi đã từng khám phá chính con người của mình, em. Để tôi được như thế này là ân điển của Chúa. Và trong ân huệ của Chúa đó, Ngài cũng thương tôi, bởi vì Ngài nhìn thấy tôi có lòng thành thật với Chúa, em. Nhưng nhiều lần tôi nói với em là có những lần tôi đến tôi nói với Chúa những điều mà vợ tôi không hề hay biết là trong lòng của tôi có. Tôi đến tôi giải bài với Chúa thôi. Tôi nói Chúa, trong con có điều này, và con cần sự đụng chạm của Ngài, con cần sự giúp đỡ của Ngài để con có thể được thoát ra khỏi sự kiểm soát đó, amen. Và Chúa đã thay đổi tôi.
Amen. Amen. Đó là điều thứ hai. Bây giờ chúng ta thấy điều gì xảy ra? Chúng ta đến điều thứ ba, đó là hậu quả. Hậu quả khi chúng ta vô tín. Hậu quả khi chúng ta bị hư mất để chúng ta quyết định ăn năn hôm nay. Hậu quả đó là gì? Hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối. Amen. Amen. Anh em, chúng ta thấy ở đây không có cái tượng của được gọi là tượng của Chúa, và không có cái hình nào gọi là hình của Chúa. Và rồi chúng ta thấy trên cái hình đó, trên cái tượng đó, cái chúng ta mua đèn automatic đó, mấy vòng rồi này chớp cháy, đó là sự vinh, giống như là hào nhoáng giả tạo, phải không ạ? Sự vinh quang giả tạo. Tôi đi xe đò, tôi thấy chủ, những chủ nhà xe để cục đất và có đèn nhấp nháy nháy, tôi lên tôi cười, tôi nói thiệt, cái cục đất này chẳng biết gì cả mà thế là người ta vẫn để đèn nhấp nháy, đủ đèn xanh đỏ tím vàng, chắc tôi thích xanh đỏ tím vàng lắm mà, còn thích không? Would you like? Would you like color? Yellow? Red? Blue? Black à? Yêu màu đen à? Oh man. Shit. Anh em, chúng ta để ý giùm tôi. Cái hậu quả của cái người mà cứ sống và cứ miệt mài ở trong vấn đề mình biết mình bị che khuất là do mình hư mất. Amen. Do mình chết, mình đến nhà thơ mà mình không mở lòng với Chúa. Lý do thứ hai là do bị Chúa đời này làm mù lòng mình, làm cho mình không còn tin Ngài nữa. Amen. Có những người nói gì? Thôi mục sư ơi, thời đại này mục sư cứ nói cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ. Tôi đi vay tiền, tôi đi mượn nợ, sống cho nó thoải mái đi. Anh em, có nhiều người thích sống kiểu đó. Vay tiền trên mạng, trên app để mà thỏa mãn cái nhục dục của mình, cuối cùng vẫn tiếp tục không hề thấy sự chói lói của vinh hiển. Amen. Ta thân ai chị amen. Ta thân ai chị amen. Anh em, hậu quả đó là gì? Hầu cho họ, chúng ta điền cái tên của mình vào đây, hầu cho sĩ, hầu cho Tú, hầu cho Hưng, hầu cho Sơn, hầu cho Anh Tĩnh, hầu cho Muro Đi Quyền là Tuyền, hầu cho Bưng Bá Hoài là Vân, hầu cho mỗi một chúng ta không trông thấy sự vinh hiển. Và sự vinh hiển gì anh em? Chói lói. Xin hãy Đà Lạt tắt dùm cái dàn đèn này chị bố. Anh em thấy tôi còn chói lói không? Tôi thui rồi. Tôi thui rồi. Còn mặc áo màu đen đen này nè chứ. Bây giờ con bắt lên này coi nè. Đẹp hả? Quá đẹp. Tôi muốn dùng cái ví dụ rất thực tế. Anh em đừng sống mà sự vinh hiển chói lói của Chúa không hề đến cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Chúng ta phải sống như thế nào để mẹ của chúng ta gặp chúng ta, người nhà gặp chúng ta và họ phải nói gì? Mẹ không thể nào tin được. Em không thể nào tin được điều này. Và bạn bè của nó không thể tin được. Tại sao gặp đây mày còn sống mà mày sống khỏe mạnh như thế này vậy mẹ? Amen. Tại sao tao nhìn thấy mặt mày của mày không phải là tối tăm, không phải là dân nghiện hút nữa, mà tại sao nó xón lón lọa lòng nữa? Lúc đó chúng ta sẽ nói cho họ biết rằng tin lành vinh hiển, phúc âm vinh hiển, amen, đã chói lói trên cuộc đời của tôi và anh chị em. Tôi lặp lại, sự vinh hiển là sự vinh hiển chói lói luôn. Hallelujah. Và Phao-lô đã kinh nghiệm điều đó, cho nên ông giảng điều này. Và tôi cũng kinh nghiệm điều này anh em. Nếu Chúa không cứu tôi thì ngày nay một là xanh cỏ đỏ da rồi nè, hai là rụt xương. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã đến tìm và cứu tôi. Amen. Hallelujah. Để rồi tôi kinh nghiệm được sự vinh hiển cao trọng của Chúa. Vinh hiển còn một ý nghĩa nữa là cao trọng. Vinh hiển còn một ý nghĩa nữa là được tôn trọng. Amen. Hallelujah. Và anh em
Hãy nhớ rằng vinh hiển chói lói của Thánh Linh đang rít là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Câu số 6. Vì Đức Chúa Trời đã có phán sự sáng phải soi từ trong tối tăm. Một con người có sự vinh hiển chói lói, con người đó đi, Chúa đặt để vào một cái vùng nào đó, Chúa đặt để sống với một con người xấu, thì con người được vinh hiển đó có thể cảm hóa được con người xấu. Cho tôi nghe chị amen. Tôi nghe chị amen. Bởi vì sự sáng trong con người đó sẽ ảnh hưởng cái người xấu đó. Hallelujah. Amen. Và gì nữa anh em? Đã làm cho sự sáng ngài chói lòa trong lòng chúng tôi. Sự vinh hiển của Chúa không phải chiếu đến gương mặt của chúng ta trong cuộc đời chúng ta mà thôi đâu, nhưng nó bắt đầu từ lòng của mỗi một chúng ta. Amen. Khi một con người được biến đổi bởi tin lành của Chúa đó, chúng ta để ý nè, cái tấm lòng của người đó bắt đầu dễ thương. Cho tôi nghe chứ amen. Và lòng của người dễ thương, họ nói ra những lời dễ thương, họ nói những lời dễ nghe. Amen. Họ không còn nói những lời cộc cằn, họ không còn múa roi đi quyền nữa. Amen. Cái điều này thầy hân mừng nè. À, họ không còn lên án, họ không còn nói những cái lời mà trước đây ở trong đời này nữa. Cho nên sáng nay tôi kêu gọi hội thánh của Chúa. Tôi nhắc lại chủ đề. Đó là tại sao sự vinh hiển của tin lành vẫn còn bị che khuất. Chúng ta có câu trả lời rồi phải không ạ? À? Đó là che khuất cho những cái bị hư mất, chết mất. Mang tiếng là sống mà là chết. Mang tiếng là người theo đạo tin lành mà đi đâu cũng đem cái mùi tanh rình chứ không phải là tin lành. Mang tiếng là một con người theo đạo tin lành nhưng đi đâu không rải ra mùi thơm vì sự nhận biết Đấng Christ, mà rải ra toàn cái mùi hôi thối của những con người chưa được thay đổi. Lý do thứ hai là bị che khuất vì cớ họ chẳng tin. Amen. Vì bị Chúa đời này hay là thần đời này làm mù lòng họ. Điều thứ hai này chúng ta xem xét kỹ để giờ này chúng ta cầu nguyện với Chúa. Còn có những Chúa nào? Anh em ngoài Chúa Giê-xu ra thì Chúa Giê-xu viết hoa. Còn có Chúa đời này còn sống cho tiền bạc, còn sống tập trung cho thế giới vật chất. Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu người vừa rồi đọc, xem truyền hình và thông tin trên mạng xã hội, chúng ta sẽ nhìn thấy một hòn đảo nổi tiếng tại Hawaii là hòn đảo du lịch. Nhiều người trên thế giới cái mùa hè vừa rồi đến cái hòn đảo đó để sống một thời gian ngắn, để hưởng được không khí, để ngắm nhìn vẻ đẹp của biển cả. Và nhiều tỷ phú của Mỹ đã mua hòn đảo đó và họ làm những ngôi nhà âm dưới lòng đất mấy chục mét. Nhiều diễn viên điện ảnh Hollywood, họ đã bỏ ra hàng triệu, hàng trăm triệu đô để mua những cái hòn đảo đó và làm nhà âm ở dưới đất đó. Và chúng ta biết điều gì? Không trong một ngày đâu anh em, tất cả đều bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa. Nhiều người chạy xuống biển cũng chết. Bởi vì sao ta biết không? Xăng từ những chiếc xe nổ ra đó, những mặt kính trên bãi biển nổ ra, sóng biển đánh vào giật xăng ra thì lửa nó bén theo xăng mà nó vẫn cháy trên mặt nước. Thế là nhìn biển nó như là một biển lửa. Hàng triệu căn nhà bị đốt cháy trong, hàng trăm ngàn chiếc xe, trong đó có đắt giá, có hai cửa, có trong đó có rất nhiều xe hàng sang trong phút chốc bị đốt cháy. Và số người chết ngày hôm nay lên tới hơn 100 người rồi. Tôi nhân cơ hội này để kêu gọi anh em, chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Amen. Nhưng mà ngày hôm nay có rất nhiều người thấy, tôi thấy thầy Tú đi chiếc xe đẹp, tôi thấy thầy Tú có nhà, tôi thấy thầy Tú có tủ lạnh, tôi phải mua cho bằng được tủ lạnh, tôi thấy một bố ông có cái iPad cái mình phải tìm vào cách mình mua cho bằng được cái iPad. Tôi thấy bắt đầu mình chạy theo vật chất. Anh em, chúng ta là cơ đốc nhân, tôi khuyên anh em một điều: chấm dứt cuộc đua vật chất, hãy bước vào cuộc đua thuộc linh. Amen. Amen không linh? Cuộc đua thuộc linh. Cuộc đua này là cuộc đua sống còn cho cuộc đời chúng ta ngay trên đất này và ngay chúng ta gặp vua vinh hiển. Amen. Cho nên em đừng để
sự vinh hiển chói lói của tin lành bị khai khuất trong cuộc đời của tôi và đem vì cớ chúng ta bị hư mất, bị chết mất. Lý do thứ hai, chúng ta đi với Chúa mà chúng ta vẫn là kẻ vô tín. Chúng ta bị Chúa đời này chiếm hữu, chúng ta bị Chúa đời này lừa dối, Chúa đời này dẫn dắt chúng ta, và cuối cùng tin lành của Chúa không thể nào chiếu vào lòng của chúng ta. Vì của cải chúng ta ở đâu thì lòng của chúng ta ở đó. Trên cô Vân á, tôi thấy là cả mũ xong rồi cô 2-4-3 cô về liền. Có những lúc thầy Tú nói gì à, còn đồ ăn sáng đấy Vân nè, ăn đi. Cô Vân 4-3 chạy về liền. Tôi nói đùa thôi nha, tôi biết là cô sợ vàng bạc châu báu để ở nhà chôn ở đâu đó, sợ bị Diệu Kỳ với Gia Phước không giữ nhà được, có thể là bị những tặc dân ở trong sóc họ chôn đi, cho nên là 4-3 chạy về cho bằng được. Anh em yêu dấu của tôi, chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta sống trong trần gian này, nếu chúng ta không thật sự tin cậy Chúa đó anh em, chúng ta rất là bị căng thẳng. Như tôi nghe Mũ Ro đi quyền là đi khám, người ta gọi là bị rối loạn tiền đình, lo quá cho nên rối loạn thiệt á, áp lực quá cũng rối loạn thiệt. Phải không ạ? Rồi tôi nghe tôi thấy của Chúa nó nửa đêm còn lại bị khó thở nữa. Anh em, tôi kêu gọi anh em giờ này hãy tập trung và mỗi một chúng ta đến với một Chúa Trời rất cá nhân. Hãy cầu nguyện. Con em nào muốn quỳ gối, hãy quỳ gối. Con em nào muốn trải tấm lòng của mình, hãy cứ tự do trong thánh linh của Chúa hôm nay. Hãy bày tỏ tấm lòng của chúng ta. Tôi biết lời của Chúa đem đến sự rúng động giữa vòng chúng ta hôm nay. Tôi biết, tôi cảm nhận điều đó. Lời của Chúa giúp ta nhìn thấy rằng tại sao sự chói lói của vinh hiển, của tin lành, của phúc âm nó bị che khuất trên đời sống của tôi và anh em. Hãy coi lại hai lý do này để rồi chúng ta không phải gặt hái những hậu quả. Đó là chúng ta theo tin lành mà chưa một lần thấy sự vinh hiển của tin lành Chúa Giêsu Christ chiếu rọi trên đời sống của tôi và anh em. Hãy mở lòng của chúng ta sao lơ chỉ trong một phút chốc. Sự vinh hiển đó chiếu rọi trên cuộc đời của ông. Và không phải bắt đầu từ ông được thay đổi đâu. Ông được thay đổi khi ông vâng lời Chúa Giêsu đi vào thành Đa-mít. Và ông đã kiêng ăn kiêng uống 3 ngày. Và tại đó Chúa đã chữa lành đôi mắt mù lòa của ông. Sự vinh hiển của Chúa tục đổ đầy trên ông. Và ông trở thành một tôi tớ thật là vĩ đại. Vĩ đại và rất là lớn lao cho phúc âm của Chúa. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu Christ hôm qua, hôm nay và cho đến đời không hề thay đổi. Ngài đang ở đây. Hãy để lòng của mình soi dọi trên phúc âm, trên lời của Chúa hôm nay. Tôi đã trung tín với Chúa để giảng lời Đức Chúa Trời, không thêm, không bớt, không giả mạo lời của Đức Chúa Trời hôm nay. Tôi không giảng trong sự dối gạt anh em đâu. Điều thánh linh của Chúa là thần lẽ thật. Nói rằng ta amen với những điều gì con chia sẻ. Vì ta muốn nhìn thấy những người nghe lời của Chúa hôm nay nhận được sự vinh hiển, sự cao trọng, sự tôn trọng đến mức là chói lòa anh em. Của phúc âm của tin lành bởi Chúa Giêsu đã chết đền tội và đã sống lại từ trong cái chết. Đấng sống trong chúng ta, đang sống với chúng ta. Để thay đổi cuộc đời chúng ta và để gia đình của chúng ta. Để những người biết chúng ta thì nhìn thấy và họ kinh ngạc. Điều gì đã xảy ra cho cuộc đời của tôi và anh em. Hỡi Chúa sẽ giúp chúng con trong chính giờ phút này Chúa ơi. Giúp chúng con hỡi Chúa. Giúp chúng con Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cho chúng con nhìn thấy chúng con bị hư mất chỗ nào. Chúng con đang sống, mang tiếng là sống nhưng mà là chết chăng. Chúng con mang tiếng đi tin Chúa mà chúng con chẳng tin Ngài chăng. Chúng con có thể hầu việc Chúa, chúng con có thể ở trong ban thờ phượng, chúng con có thể làm nhiều việc cho Chúa, chúng con có thể giảng dạy. Điều quan trọng đó là hiện tại chúng con có đang tin Ngài hay không. Chúng con dám sống những điều gì con tin hay không. Lạy Chúa xin giúp chúng con hôm nay. Xin giúp chúng con hôm nay hỡi Chúa. Xin giúp chúng con hôm nay hỡi Chúa. Xin giúp chúng con, xin giúp chúng con, xin giúp chúng con.
Shekakarabakakaramakata. Cho bao một chúng con Chúa ơi, con cầu nguyện thánh yêu dấu của con. Xin rải sự tấu trách của Ngài trên bộ tâm linh của chúng con ngay giờ này. Xin vấn anh giữ vòng chúng con ngay giờ này. Và xin mở con mắt lòng của chúng con để chúng con nhìn thấy đúng rồi Chúa ơi. Cho chúng con đếm lại thời gian con đi với Chúa đã bao nhiêu năm rồi. Nhưng tại sao tin lành vinh hiển của Chúa vẫn còn bị che khuất trên cuộc đời của chúng con? Tại sao cuộc đời của chúng con vẫn vậy? Tâm tính của chúng con vẫn vậy, bản chất của chúng con vẫn vậy. Lại Chúa có cầu nguyện xin Chúa đụng chạm mỗi đời sống của chúng con ơi Chúa. Thăm viên, thái độ, hành động làm tươi mới chúng con hôm nay. Lạy Chúa xin tác động. Lạy Chúa xin cho chúng con khám phá những Chúa đời này nó tên gì. Những tầng đời này nó tên gì? Là vật chất chăng? Là tiền bạc chăng? Là danh vọng? Là địa vị? Là quyền lực chăng? Lạy Chúa xin cho chúng con cày ở của Chúa, nếu những ngày qua chúng con đi theo nó thì lời của Chúa vẫn còn đó. Đấng Christ và Beliam nào có hòa hiệp chi? Hai sự sáng có phần gì trong sự tâm tôi? Lạy Chúa chúng con không thể nào đi hàng hai. Là thân thể chúng con không thể nào một lúc chứa hai vị Chúa, Chúa của thiên đàng và Chúa của đời này được Chúa ơi. Chúng con chỉ đón nhận một Chúa của thiên đàng mà thôi. Bởi vì chúng con là công dân của thiên quốc, chúng con là người thuộc về nước của Đức Chúa Trời, Chúa yêu của chúng con. Về nghĩa tâm linh chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa xin đến với chúng con. Xin đến với chúng con hôm nay hỡi Chúa. Xin đến với chúng con, xin thăm viếng chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. 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 Xin Chúa giúp chúng con trong tính giờ phút này hỡi Chúa. Xin ban lòng ăn năn cho chúng con. Xin ban lòng ăn năn thật cho chúng con. Để ngay chính giờ này và giờ này trở đi, chúng con quyết định gỡ mình ra khỏi lưới của Chúa đời này bắt lấy chúng con. Để rồi chúng con không làm theo ý muốn của nó nữa. Chúng con không làm theo ý của nó nữa. Chúng con không làm theo sự dẫn dắt của nó nữa. Chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa của đời này, tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực. Chúa ơi, xin cho con tỉnh thức trước những điều này trong những ngày sau rốt này ở Chúa. Và cho chúng con phải trở thành tôi tớ của Chúa thật. Đừng để chúng con là những tôi tớ của Chúa face. Đừng để chúng con làm những cơ đốc nhân face. Đừng để chúng con là những người theo Chúa giả tạo nữa. Hỡi Chúa, xin ban sự thành thật cho chúng con giờ này. Cảm ơn Ngài Chúa ơi. Xin mời chúng ta bước vào giờ cầu nguyện. Có anh em nào, có tôi tớ Chúa nào, chúng ta thật sự được đụng chạm bởi lời của Chúa hôm nay. Xin chúng ta lớn tiếng cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho anh em của chúng ta, cầu nguyện cho những người nghe sứ điệp này hôm nay, để sự chói lòa của tín lành vinh hiển không còn bị che khuất. Những đời sống của chúng ta sẽ sống trong sự vinh hiển của Chúa để giảng ra sự vinh hiển của Ngài. Sống trong sự vinh hiển của Chúa để công bố sự diện vinh hiển của Ngài. Chúng ta sống trong sự vinh hiển của Chúa để bất cứ người nào sống với chúng ta nhìn chúng ta, họ nhìn thấy vẻ đẹp của sự vinh hiển chói lóa của tin lành Đấng Christ trên cuộc đời của tôi và anh em. Hallelujah. Chúng ta trở nên những con người tuyệt vời trong vẻ đẹp của sự vinh hiển cao trọng của Chúa. Hallelujah. Xin chúng ta bắt đầu vào giờ cầu thay. Có tôi tớ của Chúa nào không? Có anh nào thật sự chúng ta được cao trách? Chúng ta được đụng chạm bởi lời của Chúa. Hãy cầu cho chính mình ngay giờ này. Hallelujah. Tôi cố mà một suốt. Cảm ơn Chúa, tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Tại nơi đây Chúa được tôn cao giờ này Chúa ơi. Hallelujah, hallelujah. Teke shakata. Toko rabakata karama karobote ke karamata ke karamata. Oh hallelujah. Tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Con công bố giờ phút này Chúa Giêsu được vinh hiển qua lời của Ngài. Đức Chúa Trời chúng con được vinh hiển qua lời của Ngài. Đức Thánh Linh tiếp tục làm vinh hiển Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha ngay giờ này. Hallelujah. Tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Hallelujah. Tại nơi đây Chúa được tôn cao. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ
động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.